Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Qua đó cho biết trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 206.380 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán cả năm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 206.380 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán năm, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nguồn thu từ các khu vực kinh tế cũng như các sắc thuế chính đều đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, khu vực nhà nước tăng 19%, khu vực FDI tăng 18%, khu vực tư nhân tăng 23%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 21%, thuế giá trị gia tăng 29%, thuế thu nhập cá nhân tăng 15%. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết 508 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn là 4.692,3 tỷ đồng, đạt 57,72% so với dự toán. Báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Đầu tư và Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản CBRE Việt Nam cho thấy nguồn cung căn hộ chung cư mới vẫn còn hạn chế, chỉ bằng 40% nguồn cung mới của cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ chung cư mới tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2024 vẫn còn hạn chế, chỉ bằng 40% nguồn cung mới của cùng kỳ năm trước. Do vậy, các dự án có đợt ra hàng mới đều đạt tỷ lệ bán tốt. Số lượng căn hộ bán được trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt 80% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.700 căn hộ bán được. Trong quý 2 năm 2024, thị trường đã ghi nhận thêm nguồn cung căn hộ chung cư chào bán mới nằm tại khu Đông và khu Nam thành phố. Hầu hết các căn hộ được chào bán trong nửa đầu năm là từ các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo, nhưng tiêu thụ rất tốt, ghi nhận bán được hơn 70-90% số căn hộ mở bán. Cũng trong quý 2, một số dự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố đã được chào bán từ 5-7 năm trước, cũng chào bán số lượng ít các căn còn lại với giá bán cao gần gấp đôi so với đợt mở bán trước đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản theo đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh về việc giải quyết nội dung liên quan đến diện tích và ranh giới khu văn hóa tâm linh Chùa Phật Quang Hòa Bình tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Sau bài phản ánh người dân thành phố Hòa Bình khốn khổ vì quy hoạch khu văn hóa tâm linh treo 17 năm mà truyền hình nhân dân đã phát sóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc họp tiếp dân cùng các sở ngành thành phố để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân. Theo đó, tỉnh Hòa Bình bãi bỏ công văn số 306 ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc mở rộng khu văn hóa tâm linh Chùa Hòa Bình tại khu vực Đồi Ba Vành, thành phố Hòa Bình và công văn số 2056 ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc điều chỉnh ranh giới quy hoạch xây dựng khu văn hóa tâm linh tại khu vực Đồi Ba Vành, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình cũng đồng ý chủ trương giao Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiên cứu đầu tư xây dựng trên phần diện tích đã có các quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Bây giờ dân chúng tôi xin ý kiến là đề nghị cấp trên là cho 170 hộ dân chúng tôi ra khỏi cái dự án của nhà chùa này, không cho vào cái dự án của tâm linh nữa để cho bà con chúng tôi sinh sống. Đến tới nay đã là 19 năm rồi. Sở Xây dựng đề nghị là ban trị sự giao là ban trị sự thực hiện xây dựng khu văn hóa tâm linh Chùa Hòa Bình tại Đồi Ba Vành Hòa Bình với diện tích đã được giải phóng mặt bằng, báo cáo chỉ như vậy, cụ thể là khoảng 5,3 ha. Cái thứ hai ấy, để cấp phép xây dựng cho các hộ dân thì đề nghị là chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ quy hoạch cái khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở lập cái giấy phép xây dựng có thời hạn. Tỉnh Hòa Bình giao Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu số 3, còn phía Chùa Phật Quang giải phóng mặt bằng đến đâu thì triển khai dự án đến đó, vì phía nhà chùa bao năm nay không có kinh phí để giải phóng mặt bằng tiếp. Đặc biệt, việc bãi bỏ các quyết định trên còn phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà các hộ dân đã kiến nghị suốt nhiều năm liền, bởi họ đã phải chịu đựng suốt bao năm nay trong hoàn cảnh đi không được, ở không xong, không mua bán, không được xây sửa chính ngôi nhà của mình vì quy hoạch treo suốt 17 năm. Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho các chương trình đào tạo của nhà trường. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực và hoàn thiện theo các tiêu chuẩn khắt khe và toàn diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo để trở thành nơi có chất lượng cao về đào tạo Y Dược học Cổ truyền, Y Đa khoa và Dược học của Việt Nam.
Y dược cổ truyền đã tồn tại phát triển cùng lịch sử loài người và ngày càng được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới trong điều trị dự phòng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một trong những giải pháp quan trọng của ngành đó là phải phát triển nguồn nhân lực y tế, trong đó có nhân lực y dược cổ truyền chất lượng cao, khoa học và gắn với nhu cầu thực tiễn. Ở trình độ đại học với 3 ngành đào tạo, y học cổ truyền, y khoa, dược học, sau đại học với 7 mã ngành, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sĩ nội trú ngành y học cổ truyền, châm cứu chuyên khoa 1, dược liệu, dược học cổ truyền, chuyên khoa 1, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã liên tục cập nhật, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, chủ động thực hiện các kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước,